Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video. Trong video hôm nay, kênh Cây Thuốc Nam xin giới thiệu đến bà con và các bạn dược liệu có tên là xeo gà. Mời bà con và các bạn xem trên hình ảnh. Cây xeo gà, mời bà con và các bạn nghe nội dung sau đây. Xeo gà là một loại cỏ thường mọc hoang ở nhiều nơi. Đồng thời, đây cũng là loài thảo dược thường được chỉ định điều trị trong các bệnh như tiêu chảy, kiết lỵ, xuất huyết, mề đay, mẩn ngứa. Cùng kênh Cây Thuốc Nam tìm hiểu chi tiết dược liệu này dưới đây. Cỏ xeo gà còn có tên khác là phượng vĩ thảo. Đến tiệm thuốc đông y mua thì nói cỏ xeo gà hoặc là phượng vĩ thảo thì các thầy thuốc người ta sẽ biết. Để mô tả cái dược liệu này cho chính xác thì mời bà con và các bạn nghe là nội dung mô tả cây xeo gà, cỏ xeo gà như sau. Cỏ xeo gà là loài cây thân thảo, khi trưởng thành chỉ cao khoảng 15 đến 20 cm là khoảng một gang của mình thôi. Lá dài khoảng 8 đến 25 cm, chia thành nhiều phiến nhỏ, ở mép lá có răng cưa. Mời bà con và các bạn xem trên hình ảnh cỏ xeo gà. Bộ phận dùng làm thuốc của cây đó là thân, rễ và lá. Có thể thu hái cỏ xeo gà quanh năm, đào lấy thân rễ về thái mỏng, phơi khô hoặc là sấy khô rồi cất giữ để dùng dần. Tính vị của cỏ xeo gà là vị ngọt, hơi đắng và tê. Đó là công dụng và liều dùng của cây cỏ xeo gà. Rễ và lá thì sao vàng, tán nhỏ, đun với dầu vừng thành thuốc, dầu bôi chữa một số bệnh ngoài da của trẻ em. Còn uống thì ngày uống 12 đến 24 gram rễ hoặc lá khô, có thể gia giảm liều lượng tùy vào từng bài thuốc và thể bệnh. Và sau đây thì mời bà con và các bạn nghe bài thuốc chữa bệnh từ dược liệu xeo gà. Đó là chữa bệnh xích mạch đới. Xích mạch đới là tình trạng khí hư ra nhiều, có thể do huyết ứ hoặc thấp nhiệt. Để điều trị bệnh xích mạch đới của chị em phụ nữ thì bà con sử dụng dược liệu như sau. 30g xeo gà bồng bông nhật, tức là hải kim sa 15g, rau mã đề 15g, rễ ý dĩ 15g. Sau đó bà con nấu lấy nước uống, bà con đổ 1 lít nước, nấu còn nửa lít nước, bà con chi đều uống trong ngày. Và cũng lưu ý cho bà con có một số dược liệu thì bà con cứ ghi lại cái tên bài thuốc trong cái video này, cái thang thuốc mà mình chọn, bà con ra hiệu thuốc đông y mua là có hết. Và sau đây đó là lưu ý khi áp dụng các bài thuốc chữa bệnh từ cỏ xeo gà như sau. Xeo gà thường được chỉ định trong các bài thuốc đặc trị tiêu chảy, kiết lỵ trong đông y. Tuy nhiên, người bệnh không nên lạm dụng bài thuốc này mà vẫn cần tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Trước khi áp dụng bài thuốc từ dược liệu này, cần tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền. Và những người mắc các bệnh táo bón thì tuyệt đối không nên dùng dược liệu này, bởi có thể khiến tình trạng thêm trầm trọng hơn. Phụ nữ có thai hoặc trẻ nhỏ, nếu muốn áp dụng bài thuốc từ cỏ xeo gà thì cần được sự chỉ định của thầy thuốc. Trên đây là một số thông tin cũng như bài thuốc từ cỏ xeo gà. Nếu bà con và các bạn có thắc mắc gì thì vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết. Chúng tôi sẽ phản hồi một cách sớm nhất đến với bà con và các bạn. Và bà con và các bạn cũng có thể xem lại từ to thuốc trong phần mô tả của video. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.